Em chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái con máy trước màn ảnh này là cái con này về là con 6.000 hay 7.000 đây ta. Bên này một con như bên này một con nữa này các bạn. Qua wow, hai con mình nó mới chát rồi trời, sướng chưa? Lại gần rồi mình xem nó là cái con gì vậy nha. Con này Cuta nghĩa địa chứ là cái gì, dòng đời M 6-7 ngàn gì nè các bạn. Con này 7 ngàn các bạn. Con này còn mới lắm nha. Chỗ này đây một con cũng ra tới luôn rồi, một cặp 7.000 sướng trời. Cái loại này nó là cái dạng mà hàng mà nghĩa địa không à các bạn, chứ không có mà hàng mới đâu. Chúng ta đợi M 6-7 ngàn rồi, lên bờ làm gì đây chả biết. Con này vô nặng chơi. Cái loại này theo như mình được biết, đù mà con này nó cái bánh nó bự chà bá luôn. Con này theo như mình được biết là nó là cái tầm khoảng mà giá của nó từ khoảng từ mà 280 đến 320 đó các bạn. Là nó dao động giá đó là nó tùy theo cái độ ngon của nó nha. Ở mình có là ông bạn ông cũng là trao đổi với mình. Đây, còn khoảng bao nhiêu phần trăm thì lên tới tầm khoảng 320 là ngon nhất á, là hàng xịn, là nó còn đồ rất là tốt luôn. Cái con này chắc để coi kỹ coi. Con này chắc độ chừng cũng khoảng tầm 300 đó các bạn. Nhìn nó cũng còn khá khá nè. Bóng 7. Này nó mang dàn xới chắc độ tầm chắc 2 mét đó, mình chỉ ước lượng đến cỡ đó thôi, chưa biết chính xác, hơi xa. Cái này nông dân cái cánh đồng này người ta xạ lại cái này là vụ hè thu rồi đó nha các bạn. Hiện bây giờ là đang đông xuân rồi, mà đông xuân quá sớm thì bây giờ mới vừa qua Tết người ta xạ lại này, tranh thủ là làm đất xạ lại. Làm quá sớm rồi. Trong khi đó những xung quanh mấy miếng ruộng xung quanh nó cũng còn lúa chưa có cắt không, mà giờ ở đây thì cái mấy miếng ruộng này xạ. Ù mà một cặp chạy sướng quá. Ồ đã quá. Cặp 7.000. Hiếm thấy. Đây cái con thú phiêu bên này nó vô trước rồi. Cái con này mình mới trao đổi với mà cái anh chủ á, mà con này là mua trước cái con kia khoảng một vụ đó là con này là 280, còn cái con mua sau á, mua con này này, con này là 300 á nha, mình mua sau. Nhưng mà hai con này là giá trị như nhau, do nói là cái trước sau cái đồng tiền đô nó như thế nào đó, lên giá giảm giá gì đó, cho nên nó mới có cái mà cao thấp như vậy. Nhưng hai con này nó bằng nhau, bằng giá với nhau. Con này mang dàn xới tới 2m4 dữ lần nha các bạn. Dàn xới quá đẹp à. Đó, các bạn thấy không? Ô cái này là giống gà không nha, cái này là xới tắt nhất đó mà. Đây này cho các bạn xem nè. Đó, xới tắt nhất đó nha. Để mình zoom lại gần đây.
cái đất nhất nó mà như vậy nè, mà đất là trộn gạ mất tiêu cho nó. Cái bông sới này là 48 triệu ở Ba Chúc nha các bạn, Ba Chúc Chi Tôn An Giang á, cơ sở 8 triệu. Mình mới là trao đổi với là anh chủ máy cày này nè, là anh nói dần này có khoảng có 2m4 và mà ở của 8 triệu ở Ba Chúc, và sới cũng khá là đẹp, chạy cũng nhẹ máy lắm nha, lại gai lại gai. Con này là rẻ hơn cái con bên này 20, rẻ hơn 20 chai nha. Con này mua sao, nhưng mà cái con này thấy còn mới hơn, thấy màu vàng nước sơn thấy còn yếu hơn con bên này các bạn ơi. Con bên này cái màu hơi tái à. Đây còn phía bên này nó vô tới nè. Còn hai con này là phiên bản lại dài như nhau, bánh lớn là cái hông lớn chà bá như nhau luôn. Màn sới đẹp lắm nha các bạn. Cái dàn này là của 8 triệu ở Ba Chúc đó mà. Sới đẹp, sới tắt. Nó sới tắt nhất mà dù dạ mất tiêu quá trời. Con này là giá 300 nha. Mua chạy cũng có 1-2 mùa vậy rồi. Đắt hay lúng rồi. Quá đẹp. Quá đẹp, màu quá bóng. Dàn sới này là 2m4. Quá trời dàn sới rồi. Rõ ràng mà 2m4 nè. Khủng hoảng luôn. Cho các bạn xem ở đây nó lết qua này. Các bạn thấy chưa? Dồi gà mất tiêu trơn nè, sới đắt nhất đó nha các bạn. Nhà sới này quá đẹp. Mình không phải mình buôn bán gì, mình không quảng cáo không có đâu, các bạn thông cảm với mình nha. Cái này là mình chỉ là đam mê về cái phần máy cày, cái mình đi quay mình chia sẻ cho mọi người xem chơi thôi. Đó, cái nào mà thấy đẹp thì mình nó đẹp thôi, chứ mình không có quảng cáo, mình không có bán đâu. Lết ngang 2m4 hay 3m4, lết ngang cái mất tiêu. Bên này là gạ nha, thấy sướng chưa, chạy như cái tiếng máy các bạn thấy không, không có nghe cống không. Đây là cái sự thật. Đây, còn bên này nó qua tới nè, con này là 208 nó qua tới nè, nó vô tới chứ. Chạy cũng nhanh lắm nha các bạn. Thấy không, phao phao không, máy chạy nghe cái tiếng, các bạn cố gắng nghe tiếng này, đâu có nặng này phải không. Đây, màn nhà sới cũng khá lớn, chạy mà sắp dần sới cũng khá đẹp. Con này có chạy nhanh hơn cái con bên kia do tài xế chạy cho nhanh chậm thôi. Hai con phiên bản thì gian như nhau, chả khác chút nào. Cái dàn sới này sẽ đẹp phải không các bạn? Nói cái dàn này là 2m4 2m3 gì đó mà cái giá của nó là 43 triệu quá nha. Giá cũng hơi phê đấy. 43 triệu. Sướng thiệt chưa? Nó không tổng lồ chứ các bạn. Wow.
mình đi kiếm máy cày là mình gặp mấy con mà to là mình phái rồi, cỡ nào cũng phải là chia sẻ cho bạn xem hết trơn. Thôi không chạy xuống cho rất là nhanh, anh tài xế này chịu chạy hơi nhanh đó, nó gốc gạ không mà chạy lết ngang này, cho mình chụm lại gần gần cho bạn xem này, thấy không đó, thấy không, đàn sới này khá là đẹp. Chạy cũng nhẹ máy luôn á. Cái con bên này thì cái anh tài xế này anh chạy như thế này đây, còn cái con mít bên này đây, hai anh tài xế có hai tính tình khác nhau nha. Đây một anh là chạy nhanh, một anh chạy chậm, anh này là gai chơi à, anh này là thả như lục bình trôi vậy đó. Rất là chậm rãi, thấy không, tài xế này là cưng máy nhẹ hơn anh kia hay sao á, này là gai chơi không cần gấp. Con này mới thấy con này dàn cái dàn áo nó tương đối là sáng sủa. Rất là chậm rãi, bánh khổng lồ, bánh này độ mà đứng tới ngay có thể ngang đầu rồi.